Xin chào các bác, cô chú, anh chị. Đấy, mưa dã man. Bây giờ khoe các bác, anh chị một cái gọi là cây xanh quê, gọi là cổ vật. Cổ vật. Cổ vật thì sao? Cổ vật thì tí các bác xem. Đây. Rất là ghê đúng không? Ghê gớm không? Ghê gớm đấy. Đây này. Nhìn này, sần sùi da tóc, kiểu ung thư giai đoạn không thể nào chữa trị được nữa rồi. Đấy, cao tầm 25 phân rồi. Cao tầm 25 phân rồi. Cái này thì em không được cắt. Lấy về thì bác chủ cũ đã cắt rồi. Có vẻ cắt hơi sớm nhưng mà không sao. Đã phân vai viết đầy đủ rồi thì cắt sớm tí không sao. Đấy, con này có cái cây này thì đang nuôi. To bằng cái anh bằng chị. To hơn anh chị tí. Đó, chính là nó là anh ấy nhưng mà nó lại mọc sau, sinh sau. Đấy, bệ đây. Cổ vật này. Đấy, cổ vật đây. Vì sao cổ vật? Dân chơi thực tế mà nói, dân chơi săn lùng quay này thì cũng giáo diết đấy, nhưng mà mình có duyên mình được sở hữu. Đấy, có duyên mình được sở hữu. Da rẻ nó hơi xấu một chút rồi, nó đang có một chút bệnh nhưng mà không sao. Đây này, cứ mối này. Chân xùi nó không được sạch sẽ. Thì nó là bệnh, nhưng mà thực tế mà nói bệnh thì lại càng làm u biếu càng vui. Đấy. Thì bây giờ sẽ khoe các bác cây này là cái đống vừa hoàn thiện đây, đống làng đây là đầu tiên là hoàn thiện đây, không phải hoàn thiện mà vừa cắt xong. Con là thứ hai to hơn tí đây, con trục lão ở kia, trục lão này cắt hôm trước rồi. Đấy, muốn quay chính là quay con này đó nha. Bây giờ đây để đi xung quanh nó xem như nào các nhá. Vì sao cổ vật? Đang trú mưa này đứng hơi ngược sáng đây. Bệ đây, chân bệ đế 24 giờ, phân u cục chun rụt này. Đế này các nhá, đế nhá, xoay một vòng đi. Cái này nó hơi bẩn hơi ướt át, mình đi đây, nó không xoay mình đi. Nào kiếm cái đun xoay, khoản đầu tư hơi kém. Đây, vừa cắt một đống của cây thiệt. Đấy, con này nó mặt sau đây thì nó không tệ đâu, nhưng mà nó có một cái sẹo hơi to chút đây, cũng sang sau có những ông em dễ này, ông ấy sẽ che lại cho nhanh thôi. Quả mưa có thể cả lưng này, đây một tí. Đấy, bệ đế thì không chê được. Đấy, không chê. Chun rụt phía trên dưới. Đấy, nhìn cứ ghê, nhìn cứ ghê lại các bác đúng không? Sườn da gà ấy. Cảm giác nhiều bác nhìn thấy sườn da gà. Đấy, hốt cái. Hốt cán. Đấy, ông em này thì kinh sau để muộn. Đang phải nuôi. Mặt cứ nghe được xem tivi. Là nói con gái. Đấy thì tứ diện của nó đây. Cục rất là nhìn nó cảm giác nổi da gà rất là ghê. Sân xùi nó chun rụt. Đấy, cao tầm 25 phân thôi. Đấy. Giá mà mình được cắt cái cút của con này thì sướng. Để cắt cút thì sướng. Được cắt cút của em nó thì sướng. À thì nó hạ thấp cái này xuống tí nữa. Thấp xuống tí. Sẹo xiếc xanh quê nhé, để líp được như này lâu lắm. Nó đã líp hết mặt này, đã líp gần hết rồi. Đấy, những cái sẹo nhìn thì biết là cái thời gian, cái độ già nó. Nhìn vào cái sẹo đã líp của nó thì bao nhiêu năm rồi nó mới líp lại được như này. Những cái sẹo này đã ngậm mà, đã ngậm xanh quê mà ngậm được như này là lâu lắm. Nó không khỏe được như Nam Điền. Đấy, líp. Mặc dù bệnh tật nhưng mà
vẫn líp, vẫn bo rất là tốt. Đấy, xung quanh đều líp hết, chỉ những cái sẹo to kia kìa thì chưa chịu được. Đấy, líp u cục. Đấy. Này. Trên những cái đoạn chuyển cứ ngắn này. Ngắn lại giật phát. Ngắn lại giật phát. Đấy. Độ phố cổ rất mê cái dòng cây như này. Và thực tế ai cũng mê thôi. Nhưng mà không phải ai có được điều chơi về giá thành hiện tại nữa. Những cái cây như này nó rất là cao. Rất là cao mà không phải ai cũng chơi được. Không phải ai cũng chơi và cảm được cái phong cách này. Nói thật với bác là như vậy. Nhiều người nhìn thấy như cảnh củi khô mà. Đấy. Không phải ai cũng cảm được phong cách này. Đang chăn phân lợn này. Phân lợn này. Chưa được ăn nhiều lắm. Bác cũng mới cho lên cái thùng xốp này thôi. Đây, cái bầu nó đây. Vẫn còn vết đây. Mặt này thì hơi kém tí nhưng mà lại lộ được cái đường giật là gấp khúc khỉu rồi. Đây. Đây giật phát đây. Giật phát. Đây lại giật ra phát. Lại giật đây phát để lên cái ngọn đây. Cái ngọn đây giật phát để lại lấy cái ngọn đây. Đấy. Cứ ngắn. Chun rụt. Đấy. Cây này thì có giá nhất trong những cái cây mà em đang vừa tỉa đây. Hiện tại trong buổi sáng này. Quay từ trên này xuống các bạn. Có thể các bác nhìn cái này nó rất khó. Sau mà lên chậu hoặc là ra tay ra răm thì các bác sẽ ngấm được cái phong cách này. Các bác sẽ ngấm được cái phong cách này. Đấy. Ngấm được cái phong cách này. Toàn bộ xanh quê nha các bác. Đấy. Lên xuống. Phân lợn lầm trầm. Đây này. Con này. Đấy, quay lại con này mà vừa mới làm xong á. Giật lấy lại cái ngọn đây. Ngày trước bác chủ cũ bác lấy cái ngọn ở đây to đùng này. Em giật cái này lên cho nó có những cái điều chuyển. Thì cái góc quay này thì rất là hay. Vừa nãy cảm giác em chưa quay được hết cái cây này. Có những cái góc quay rất là hay. Đấy. Đây, bệ này. Đây, gấp phát lên đây. Chuyển liên tục. Yêu cầu thời gian rất là nhiều. Đó ạ. Đấy là sáng nay làm mấy ông này rất là khoái lắm. Đây, ông này thì nó đã chọc rồi thì quay khá dễ. Ông này thì các bác có nhớ cái ông này. Ông này thì mua thì siêu rẻ rồi nhưng mà tưởng không ra gì hóa là rất là ra gì đấy các bác. Hôm trước thì thật các bác là để ở ngoài cổng kia kìa. Thì không biết là ai trêu ghẹo gì nhưng mà nó tụt mất cái cây này lên. Và tôi về tôi xem tí thì thấy nó bung nó lên thì vừa trồng lại. Bệ đế con này hay lắm. Sẹo xiếc cũng lịm tít như con xanh này. Như con này. Sẹo xiếc nhưng nó mịn hơn và nó không bị bệnh. Hay thì hôm rồi em bấm đi đây. Hôm khoe cây này thì lại chỉ khoe cái đoạn bấm này thôi. Bấm cái tay này đi. Lấy cái này. Đấy. Mà chưa khoe bấm cái tay này đi. Bấm cái tay này đi. Đấy. Và bấm cái ngọn này đi thì chưa khoe. Lúc cái ngọn nó hơi cao này. Đấy, bấm để giật những cái khác. Có những đường chuyển là ngắn rồi. Chỉ làm cái cây ba bông rồi. Ba bông vì làm cao hơn cây này thì lại xấu. Nó cao cũng chỉ tầm hoàn thiện tầm 28-30 phân. Cao hơn là xấu. Cái này bệ đế rất là bền. Mịn tít từ dưới lên trên. Mịn tít từ dưới lên trên. Tưởng không ra gì nữa đẹp ạ. Cái này thì dự kiến em sẽ thu vào đến đây. Đáng lẽ là lấy được những cái tay này nhưng mà cái sẹo này nó hơi xấu, nó hơi sẹo nó không phù hợp. Cắt đến đây này, xong giật cái này ra này. Đấy. Bên này các bác xem. Giật cái này ra, đấy thì sẽ nghệ thuật hơn rất là nhiều. Không bị đơ đoạn này. Nhưng mà bây giờ cứ để nuôi cái này để cho nó có đất nó nuôi cái này. Có một cái rễ buông xuống trực lão rất là hay. Ba tay. Hai tay một ngọn. Bonsai mà mini chỉ nên như vậy. Nếu mà cây thế, còn cây thiên nhiên thì khác. Cây thiên nhiên thì không ngọt. Đây mặt chính là nó đây. Cứ chùn rụt thế đâu. Ngắn lại làm phệt khẩu. Mấy cm phệt phát. Đấy, lịm tít, xẹo chiếc.
rất hay. Sẹo bò này, sẹo nó bò này, sẹo nó bò này. Đấy, sẹo ngậm hết này, cổ to đùng này ngậm được hết này. Quê nhá, ở dưới này thích lắm, bể nó bệt phẳng ly, nó mỏng dính bằng cái lòng bàn tay này thôi, chứ cái chậu trồng cái chậu to thì thôi. Sau thay cái chậu khác thì không có đùa, rẻ tiền hay không là không quan trọng, ok nó sẽ có giá ấy. Quan trọng là mua được như nào thôi. Đấy, mình có đùa với em nhá, ghê gớm đấy. Đấy. Vẫn đang rất là mưa, rất là nặng hạt rồi. Đấy, các bác xem. Các bác xem này. Đấy, từ trên xuống. Tất nhiên thì sau có bông có răng thì các bác nhìn nó lộ được, còn các bác thợ thì chắc nhìn thấy hết rồi. Đấy. Siêu phẩm này. Bãi chiến trường lồng lồng, bãi chiến trường cắt của mấy em xanh kia này, 1, 2, 3, 4 cây nào cũng thích. Đấy, lý do vì sao chuyển chơi xanh các bác là đã nói là xanh khỏe và tạo tác, chơi rất là dễ, phù hợp mọi môi trường, trên cạn dưới nước vào đá. Em thì vẫn mê cây có quả, nhưng mà cây có quả thì nó rất là to thì mới có quả. Cây đà này là lộc kết, rất là kết. Cây đà thích lắm các bạn. Mưa, mưa này cũng ướt, mình thích lắm. Giờ này, xì tay chuột này. Đấy. Nhiều bác thích lắm các bạn. Đây. Cây họ rất là yêu thích rồi. Cây quê đang phun lộc ở đây, hơi đói chút, chưa đã kịp bón cái nào cái gì đâu. Đây những đường đục đây, giờ đã phun là những cái tay ưng ý này rồi. Đấy. Đấy, vấn đề chỉ thời gian chờ đợi thôi. Rồi, chúc các bác sắp cuối tuần rồi, đi mua nhiều quả sao các bác nhá.